Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái máy ảnh không màn hình mới của Sony và cũng là cái dòng cao cấp nhất tính tới thời điểm hiện tại. Đó là cái Wiz 1L. Đây là một cái máy ảnh không màn hình mà chúng ta có thể gắn thêm những cái lens thuộc dòng E của Sony, giống như là một cái máy dòng Next hoặc là dòng Alpha sau này của Sony. Thì cái điểm đặc biệt ở chiếc máy ảnh không màn hình này đó là nó được lắp ráp và xuất xứ hoàn toàn từ Thái Lan chứ không phải từ Trung Quốc như những cái sản phẩm trước đây nữa. Một điểm mà mình rất là thích. Ở phía bên sau thì chúng ta có một số những cái thông tin như là bộ xử lý ảnh Bionic, cảm biến XMOD AS CMOS và cái khả năng quay phim Full HD 1080 với cái độ phân giải là 20.1 megapixel, có cả đèn flash kèm theo ở phía trong của cái máy ảnh này. Ở phía bên tiếp theo là những cái thông tin mà chúng ta vẫn thường thấy trên những cái máy ảnh Wiz của Sony. Và đặc biệt thì trong cái bộ này chúng ta có kèm thêm cái đầu gọi là cái kit với cái tiêu cự là 16-50mm f3.5 tới 5.6. Bây giờ mình sẽ khui hộp để các bạn xem chiếc máy ảnh Wiz 1 này, một chiếc máy ảnh rất là đặc biệt gọi là lens style camera của Sony. Đây, ngay từ phía bên ngoài thì chúng ta đã thấy được cái chính sách bảo hành cũng như sửa chữa sản phẩm của Sony và các bạn nên đọc thêm về cái thông tin ở trong phía trong này. Tiếp theo ở trong hộp đây là chiếc Wiz 1. Nếu mà các bạn nào đã từng đi Sony Show cách đây vài ngày ở nhà văn hóa thanh niên ở thành phố Hồ Chí Minh thì chắc hẳn thì các bạn cũng đã có xem qua chiếc Wiz 1 này rồi. Một chiếc đây, chiếc Wiz 1 của chúng ta với cái phần máy ảnh ở phía sau và cái ống kích 16-50 ở phía trước, có cả cái nắp đậy máy ảnh. Rồi mình sẽ nói sau về cái chiếc máy ảnh này. Đầu tiên thì là những cái phụ kiện trong hộp. Chúng ta có rất là nhiều những cái sách hướng dẫn. Đây, chúng ta có một cuốn rất là dày, rất là nhiều thứ tiếng, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, rất là nhiều thứ tiếng về cái hướng dẫn sử dụng của cái Wiz 1. Ở phía sau còn có cái lens accessory, tức là những cái phụ kiện kèm theo mà chúng ta có thể mua thêm, như là những cái lens kit, những cái dạng lens khác nhau, hoặc là pin, hay là cái ống đựng. Đây, ở phía trong còn rất là nhiều những thông tin khác, cả tiếng Anh và tiếng Nhật. Tiếp theo thì trong hộp chúng ta có một số những phụ kiện khác. Ở đây mình có một cái gọi là một cái ngàm gắn ở phía sau của chiếc Wiz 1 này, tương tự như Wiz 30, Wiz 10 hay là Wiz 100 trước đây mình đã từng trên tay và giới thiệu với các bạn. Đây, cái ngàm này chúng ta sẽ dùng gắn vào phía sau này để cho nó cố định vào trong cái chiếc smartphone của chúng ta. Tiếp theo, trong hộp chúng ta có một cáp micro USB để truyền cũng như tải dữ liệu từ trong cái máy ảnh này. Một cái dây đeo, và dạng dây đeo này nó đã chắc hơn và cứng hơn rất nhiều so với những cái dạng dây đeo trước của Sony kèm theo những cái ống kính Wiz. Và cuối cùng thì trong hộp chúng ta có một cái viên pin. Viên pin này không có nhỏ như dạng viên pin của những cái máy ảnh Wiz khác như là Wiz 30 hay Wiz 10 nữa, mà nó là giống như những cái cục pin mà kèm theo những cái máy ảnh Next hoặc là mấy cái máy ảnh Alpha của Sony. Và như vậy, đây là tất cả những cái phụ kiện kèm theo cái Wiz 1 được bán chính hãng tại Việt Nam. Và đây trên tay mình đang là chiếc Wiz 1. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu trước về cái phần ống kính của cái chiếc Wiz 1 này. Ở phía trước chúng ta có một cái ống kính 16-50 OSS. Đây, khi mà các bạn muốn tháo cái ống kính này ra, chúng ta có một cái phím ở phía dưới góc bên trái. Chúng ta sẽ nhấn giữ vào đó rồi xoay nhẹ qua phía bên trái như thế này là chúng ta có thể mở ra. Và các bạn có thể thấy được cái Wiz 1 nó sử dụng cái ngàm E-mount. Thì chúng ta có thể sử dụng những cái ống kính của dòng Next hoặc là dòng Alpha sau này để chúng ta gắn vào đây và sử dụng như là một cái máy ảnh thực thụ, chứ không đơn giản là chỉ có những cái máy ảnh, những cái dạng ống kính mà nó kèm theo như cái Wiz 100, Wiz 10 hay là Wiz 30 trước đây mình đã từng giới thiệu với các bạn. Đây, ở phía trong chúng ta có một cái ngàm bằng kim loại sáng rất đẹp. Phía trong là phần cảm biến của máy. Đây, mình lắp lại thì chúng ta cũng để như thế này. Rồi, chúng ta dò vào trong cái mạch rồi kéo qua bên trái. Ví dụ, sau đó các bạn kéo qua bên phải thì khi mà chúng ta nghe một cái tách thì nó đã chính rất cứng vào trong cái phần ngàm rồi. Đây, chúng ta có cái phần để chúng ta có thể zoom in, zoom out nằm ngay ở trên cái ống này. Về cái phần của cái Wiz 1 thì chúng ta từ ở phía trên chúng ta có cái vị trí của một cái nắp. Đây là cái nắp này chúng ta sử dụng để bật cái đèn flash lên. Và khi các bạn muốn bật cái đèn flash, chúng ta bấm vào trong cái phím này. Đây, nó sẽ bật lên rất là nhanh, tức thì.
và chúng ta còn có thể có cái nút bấm on off ở đây, tức là bật nguồn. Và khi mà các bạn bật lên, nó sẽ có một cái đèn led ở phía trên, ngay ở phía trên của cái nút on off sẽ có một cái đèn led nhỏ để chúng ta báo hiệu cái lượng pin cũng như là cái thời gian hoạt động. Đây chúng ta có cái logo của NFC ngay kế bên cạnh của cái đèn flash. Ở phía bên trái thì chúng ta có vị trí của cái phím, đây là phím chụp cũng như là phím lấy nét, thì chúng ta giữ nửa để chúng ta lấy nét và chúng ta nhấn luôn để chúng ta chụp, thì các bạn có thể đã rất là quen thuộc với cái tính năng này của Sony rồi. Tiếp theo thì chúng ta có cái cổng multi, thì cái cổng multi này chúng ta sẽ sử dụng để chúng ta gắn cái dây cáp micro USB để sạc cũng như kết nối với chiếc máy ảnh này. Ở phía trong cái cổng multi này chúng ta còn có cái nút reset để chúng ta reset lại cái máy ảnh này nữa. Ở phía bên phải thì chúng ta có cái logo của Alpha và một cái cổng nhựa ở phía bên này để chúng ta có thể dựng được cái USB lên như thế này, nó cứng chắc. Cùng với đó là cái lỗ để chúng ta có thể xỏ những cái dây đeo tay, thì Sony có tặng cho các bạn một cái dây đeo tay trong hộp, thì các bạn có thể sử dụng cái dây đeo tay này để chúng ta đeo vào nó chắc chắn hơn. Ở phía dưới thì chúng ta có vị trí của cái ngàm gắn vào trong những cái tripod, các bạn có thể sử dụng cái ngàm này gắn vào bất kỳ một cái tripod nào để chúng ta sử dụng chụp ảnh cho nó không có bị rung ảnh. Ở phía sau thì chúng ta có những cái thông tin vòng quanh cái phần nắp này. Trong cái phần nắp này thì chúng ta sẽ gạt ngang, ở đây chúng ta có một cái bật nhỏ, chúng ta bật ngang rồi kéo xuống thì nó sẽ mở ra cái phần nắp. Trong cái phần nắp này chính là cái phần đựng pin cũng như thẻ nhớ của cái máy ảnh WIS 10, xin lỗi các bạn là WIS 1. Ở phía trên của cái nắp là chính là cái phần địa chỉ của cái Wi-Fi Direct của cái nắp của cái máy WIS 1 này. Thì chúng ta có thể sử dụng những cái thiết bị của iOS để kết nối vào trong cái WIS 1 để chúng ta chụp ảnh, hoặc là đối với những thiết bị sử dụng Android thì chúng ta chỉ cần sử dụng NFC chạm vào đây nó sẽ tự động kết nối, rất là đơn giản. Bây giờ mình sẽ gắn pin vào để các bạn xem cái lượng pin của cái cục pin mà nhà sản xuất tặng cho chúng ta đối với cái WIS 1 đó là 1020 mAh, cũng khá là lớn đối với một cái máy ảnh như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ bật lên, mở cái phần nắp này ra trước rồi bấm on off, thì các bạn có thể thấy khi mà mới khởi động lên nó sẽ mất một thời gian ngắn để cho nó mở lên. Đây, khi mà các bạn đã bật lên rồi thì nó sẽ bật cái nút cái đèn led ở phía này màu xanh, và khi nó gần hết pin nó sẽ chuyển sang màu đỏ để các bạn biết. Đây, cái phần ống kính khi mà chúng ta bật lên nó sẽ nhô ra ngoài như thế này, và khi mà chúng ta zoom in zoom out thì nó sẽ chạy ra hoặc chạy vào tùy theo cái nhu cầu của chúng ta. Các bạn có thể lắp những cái ống 50 hoặc là những cái ống cao cấp hơn vào trong cái WIS 1 này để chúng ta chụp ảnh. Và khi mà các bạn gắn vào cũng tương tự như cái thao tác mà chúng ta gắn với những cái ngàm của WIS 1, WIS 10 hay là WIS 100, chúng ta cũng gắn ngang như thế này. Rồi, bấm vào như vậy là nó đặt rất là chắc chắn rồi, chúng ta có thể gắn vào trong smartphone của chúng ta. Bây giờ mình sẽ thử kết nối với chiếc smartphone của mình để các bạn xem thử cái cách hoạt động của cái WIS 1 này nó như thế nào. Nó có tương tự như cái WIS 30 hay là WIS 100. Đặc biệt thì cái phần vòng xung quanh của cái ống kính chính là cái phần chỉnh tiêu cự luôn. Chúng ta có thể chỉnh zoom in zoom out ra ngay trên này, rất là tiện lợi. Chúng ta không cần phải gạt như thế này và chúng ta có thể chỉnh giống như một cái máy ảnh DSLR thật sự. Bây giờ mình sẽ kết nối với cái chiếc smartphone của mình để các bạn xem. Đây, các bạn có thể thấy mình vừa mới kết nối chiếc Z1 của mình với cái WIS 1, thì các bạn có thể thấy cái giao diện sử dụng cũng tương tự như những cái WIS 10 hay là WIS 30 hay là WIS 100 trước đây mình đã từng giới thiệu với các bạn. Chúng ta vẫn có những cái phần ở trong setting, chúng ta chỉnh white balance là những cái thông tin giống như vậy. Chúng ta vẫn có những cái dấu như là chúng ta vẫn có những cái chế độ như là Intelligent Auto, Superior Auto, Program Auto hay là những cái tùy chỉnh khác về A hay là S, rất là giống với những chiếc WIS trước đây mà chúng ta sử dụng, không có gì khác nhau cả. Chúng ta có cả phần photo và quay video. Thì mình xin lưu ý các bạn là nếu các bạn muốn quay phim thì chúng ta phải bỏ cái thẻ nhớ vào trong cái WIS 1 để chúng ta sử dụng quay phim, còn chứ còn qua cái kết nối Wi-Fi Direct này thì không thể nào quay phim được. Đó là cái điều mình lưu ý với các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ thử chụp một tấm. Đây. Đây, hiện tắt rất là nhẹ nhàng. Đây, hình lên, các bạn có thể thấy rất là đẹp, rất là nét. Bây giờ để giúp vui một tí, mình sẽ thay đổi cái ống kính của cái WIS 1 này thành cái ống kính của chiếc A7 ở công ty mình. Đây, sẽ tháo ra như thế này, rất là đơn giản. Mình để nó đây, mình sẽ mở cái A7 của mình lên. Đấy, như thế.
Rồi, bây giờ mình sẽ gắn vào trong này để các bạn xem. Đây, rất là hầm hố. Cái ống này nó còn dài hơn cả cái máy nữa. Các bạn có thể thấy. Mình sẽ kết nối lại. Hoặc là mình chạm NFC vào. Đấy, nó sẽ tự động nó kết nối lại rất là nhanh. Đây, các bạn có thể thấy rất là nhanh. Và chúng ta có thể sử dụng cái ống này như là một cái ống dành cho cái Wiz 1 luôn. Rất là đơn giản. Thì các bạn có những cái ống email ở nhà, các bạn có thể gắn vào đây để sử dụng. Rất là hầm hố. Bây giờ nếu mà mình gắn nó vào trong cái Z1 thì thấy nó sẽ như thế nào đây. Đây, mình sẽ tháo ra như thế này. Và các bạn sẽ gắn nó vô như thế này. Đấy. Mình sẽ quay một vòng để các bạn xem. Đây là cái hình ảnh của cái Wiz 1 sau khi đã gắn cái ống kính 2870 của cái A7 vào và gắn vào trong cái Z1. Rất là hầm hố, các bạn có thấy không? Thì nếu mà các bạn tìm một chiếc máy ảnh với cái sự đa dụng của cái dòng Wiz và cái khả năng thay đổi ống kính thì cái Wiz 1 chắc chắn là một chiếc máy ảnh dành cho các bạn. Với Wi-Fi Direct, các bạn có thể truyền ảnh nhanh và up lên những cái mạng xã hội và có thể thay đổi ống kính để chúng ta chụp vào những cái điều kiện khác nhau như là ống kích hay là những cái ống 50, ống mà các bạn đang có ở nhà. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.